Dạ vâng, nhà vườn Nguyễn Thái Dương Bồ Kết xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả quý bà con. Thì hôm nay em Dương rất là vui khi được đón là anh Ma A Nhà. Anh đến từ Tuần Giáo Điện Biên. Thì anh cũng không quản đường xá xa xôi hơn 600 km, thì anh về dưới nhà em Dương xem cây và để bốc cây giống. Thì hiện tại hôm nay anh về anh bốc 700 cây nha bác nhé. Thì cây giống Bồ Kết ghép trên nhà vườn nhà em thì hiện tại là bầu rễ thì đang về cái phần mắt ghép thì đang thoát ra được từ 10 đến 20 cm như này. Đây là cái mùa cây giống mà cây nó tốt nhất thì các bác có thể lựa để chọn về mình có thể dâm ủ hoặc là mình trồng luôn cũng được. Về cái cây giống Bồ Kết này thì là chiều cao của cây là từ khoảng 6 đến 70 cm từ mặt bầu lên nha các bác nhé. Và các bác ở xa thì em có thể gửi qua đường bưu điện, hoặc là nếu các bác ở gần thì các bác trực tiếp qua nhà vườn để chọn cây. Các bác lấy số lượng nhiều thì em có thể sắp xếp xe chuyển về trực tiếp cho bác. Thì sau đây thì em cũng giới thiệu với anh nhà và toàn thể quý bà con là cái cách chọn hạt để mình ươm ra được một cây bầu thực sinh. Vì nhiều bác ở xa thì do cái cước vận chuyển nó rất là cao thì các bác có hỏi mua cây thực sinh, nhưng mà thực ra là nếu mà nhà em mà bán thực sinh thì cái tiền cước còn cao hơn cả cái tiền cây. Em sẽ chia sẻ luôn cho bà con cái cách ươm bầu ra được cây thực sinh. Thì xin mời các bác đi theo em. Đây em sẽ chỉ cho các bác cái cách chọn quả Bồ Kết để mình ươm được cái hạt lên, nó lên. Em giới thiệu với anh nhà với lại toàn thể quý bà con là cái cách mình chọn cái quả Bồ Kết để mình lấy hạt. Thì đối với những cái quả Bồ Kết mà mình lấy hạt để mình gieo, mình ươm, mình trồng thì bà con không nên chọn những cái quả chín như này nhé. Khi ở trên cây bà con không nên chọn những cái quả chín như này, bởi vì quả chín như này thì ở bên trong những cái quả này nó sẽ bị gây con mọt, nó cắn ở bên trong này rồi. Đấy, cho nên là mình không nên chọn những cái quả này, và mình sẽ chọn những cái quả nó ngả vàng như này. Đây là những cái quả già rồi. Thì đối với cái cách chọn quả này thì mình sẽ chọn những cái quả nó vàng như này. Sau đó là về bà con phơi ở trong mát. Phơi ở trong mát cho nó đen. Cho nó đen hết như này. Đó. Xong là mình cho ra mình phơi lắng thì nó chỉ cần hơi khô cái vỏ này là mình tách luôn. Chứ nếu mà bà con mà cho lên sấy thì cái hạt này là nó sẽ bị khô quá và ngâm nó không lên nữa. Đấy thì là mình gọi là mình cứ vừa khô vừa đủ độ tách được là mình tách luôn. Xong là mình đem thì mình ngâm nước. Thì là cái tỷ lệ nó nảy mầm nó sẽ cao. Còn bà con nếu mà lấy những quả chín cây như thế này mà mình lấy hạt thì cái tỷ lệ lên nó rất kém nhé. Bởi vì là nó bị cái con ấu trùng nó ăn hết rồi. Nó đánh ở từ bên trong quả rồi. Hoặc là những cái quả này ở trên cây nó khô quá thì cái hạt nó quắt lại, thì mình ngâm rất là lâu. Thậm chí là có những cái hạt nó mất mấy tháng nó mới lở. Thì như vậy thì bà con ngâm nhiều lúc bà con lại tưởng là nó không lên lại bỏ đi ấy. Nhưng mà thực ra là cái hạt nó teo lại thì nó rất là lâu lên. Đây là anh ạ. Mọt đi. Mọt. Con mọt rồi. Đây nhá. Đây nhá. Ở đây là cái số hạt mà em đã ngâm. Đầu tiên là hạt khi các bác tách ra thì các bác sẽ ngâm nước trong vòng khoảng 3-4 tiếng. 3-4 tiếng sau cái hạt nó lở ra. Cái hạt nó lở căng đủ nước ra như thế này. Đấy, nó ngấm đủ, nó hút đủ lượng nước rồi thì sau đó là mình sẽ cho vào mình ủ trong cát. Mình cứ ủ ở trong cát như thế này, bao giờ mà nó nảy mầm thì mình mới cho ra, mình cho vào bầu. Đấy, ví dụ như là cả trong một cái đống như này em không biết là hạt nào nảy mầm, hạt nào không. Thì bây giờ nếu mà mình bới như này thì nó sẽ gãy mầm. Thì là bà con cầm cả một cái giá này và mình đặt vào trong chậu nước, mình nhúng lên nhúng xuống để cho nó ra hết cái cát này đi. Xong nó trơ độc cái hạt ra như này. Đấy, nó chật độc cái hạt ra như thế này thôi. Đấy. Thì bây giờ mình mới bắt đầu mình nhặt riêng những cái hạt nào mà nó nảy mầm rồi. Đấy, sau đó là mình đi mình dí vào cái bầu đất của mình. Đấy, nếu mà mình cứ bới, mình bới tìm vào đây nó những cái mầm này nó sẽ bị gãy, nó sẽ bị gãy hết. Đây là mình làm cách là mình cho vào cái giá này vào trong cái xô nước, trong cái chậu nước. Mình dúng lên dúng xuống cho cái cát nó ra hết. Thì là mình nhặt những cái hạt nảy mầm riêng. Như này đó. Là trồng được rồi. Đó. Như này là mình cho vào bầu được rồi. Đấy, như này là đã có thể là cho vào bầu. Còn những cái hạt nào mà nó chưa nảy mầm thì lại tiếp tục cho vào cát, lại ủ tiếp. Và cứ ngày nào mình cũng làm đi làm lại như vậy. Thì mình nhặt những cái hạt nào cứ nảy mầm đến đâu mình ươm bầu đến đó. Nảy mầm đến đâu ươm bầu đến đó thì nó sẽ được cái cây Bồ Kết thực sinh. Thế thôi, nó đơn giản đến vậy thôi. Nhưng mà nếu mà bà con mà không biết chọn hạt hoặc là không biết ngâm ủ như này mà bà con trồng thẳng vào bầu thì mất công lắm, nó không lên được. Đây là số cây Bồ Kết mà hôm nay anh nhà sẽ mang về trên vườn nhà mình để trồng.
Thì cũng cảm ơn anh là đã bớt chút thời gian qua nhà em Dương, trực tiếp qua nhà em Dương để chọn những cái cây bồ kết nó tốt, nó khỏe để gửi về mình có thể mang về quê mình nhân giống và mình trồng lên những cái cây. Chúc anh là có những cái cây bồ kết là sai quả sau này và là mình sẽ được thu hoạch số lượng quả bồ kết lớn. Thì trước khi anh về nhà em mua giống thì anh cũng đã đi tham quan những cái cơ sở sản xuất dầu gội. Bây giờ thì cái cây quả bồ kết này là mình đang dùng để sản xuất dầu gội này, sản xuất hương này, rất nhiều cái nguyên liệu khác, nên là cái quả bồ kết bây giờ thì nếu mà tầm 5 năm nữa trở lại đây thì em nghĩ là nó sẽ được giữ được cái giá cơ bản như bây giờ, cứ dao động từ khoảng 70 đến 100 nghìn tùy theo cái cân quả khô quả đẹp. Thì như vậy thì nó một cây, như anh cũng đã trực tiếp đi thu hoạch với em, một cây nó có thể cho thu hoạch từ 2 đến 3 tạ quả tươi thì nó sẽ được tầm khoảng hơn một tạ khô, thì một cây nếu mà như để mình bán lẻ thì nó trên 10 triệu, nên lượng thu hoạch như thế là quá là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Bà con nào có nhu cầu về cây giống bồ kết thì có thể liên hệ với em Dương qua số điện thoại em để bên góc phải màn hình. Em Dương xin phép được kết thúc cái video tại đây. Xin trân trọng kính chào tất cả quý bà con.